Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Đài Trang. Thật là lâu rồi kể từ khi mà mình đi Hàn Quốc về thì mình mới ngồi trước camera chính thức như thế này để quay một cái video clip đàng hoàng cho các bạn sau cái video clip mà mình quay bằng iPad khi mà không có cameraman ở nhà. Thì hôm nay mình rất là háo hức khi mà mình muốn khoe với các bạn là những sản phẩm mà mình đã mua được trong cái chuyến du lịch Hàn Quốc, và mình sẽ để đường link ở trên với những cái vlog mà mình đã quay ở Hàn Quốc. Các bạn nhớ đón đường link để xem nha. Nếu như các bạn có xem cái vlog mình đi vào cái trung tâm mỹ phẩm nội địa của Hàn Quốc thì các bạn cũng thấy là ở đó có rất là nhiều mặt hàng, nhưng mà theo như mình nhận thấy thì so với lại giá thành ở Việt Nam khi nhập về thì thực sự là có một số sản phẩm lại rẻ hơn, tại vì cái tỷ giá ở Hàn Quốc thì 1.000 won là gần khoảng là hơn 20.000 tiền Việt Nam, thì suy ra là mua ở đó thì nó lại mắc hơn mua ở đây. Nhưng mà thực sự mình cũng kiếm được một vài sản phẩm mà mình cảm thấy là cũng khá là ưng ý. Đầu tiên là phải nói tới mặt nạ. Về cái dưỡng da skincare thì ở Hàn Quốc cực kỳ gọi là xuất sắc luôn. Tại vì ở Hàn Quốc thì thời tiết khá là khô, cho nên là các bạn phải dưỡng da và sử dụng kem dưỡng ẩm cũng giống như là mặt nạ để cấp ẩm cho da và giúp cho da được săn chắc và được khỏe mạnh, luôn luôn có nước. Thì mình đã mua được một vài cái loại mặt nạ mình cảm thấy rất là ưng ý. Đây là những cái loại mặt nạ mà mình đã sắm được trong cái trung tâm mỹ phẩm đó. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn đó là loại mặt nạ của Nature Republic. Thì thực ra cái này thì mình mua ở trong chợ Myeongdong, nhưng mà cái này nó rất là tốt luôn, và cái này là có chứa collagen. Mình mua hai cái này lận, nhưng mà mình cho mẹ mình cái rồi. Thì cái này á, các bạn đắp một hàng ngày hoặc là hai ngày một lần, thì để khoảng từ 20 tới 30 phút, theo như bao bì đề là 15 tới 20 phút, nhưng mà thực ra là mình thấy cái chất dưỡng của nó còn rất là nhiều, cho nên khi mà các bạn cảm thấy cái da mặt mình nó săn lại và giống như là nó khô lại từ từ, thì sau đó mình lột cái lớp mặt nạ ra thì các bạn sẽ thấy một cái sự khác biệt là da của mình được căng bóng và được mềm mịn rất là nhiều luôn. Và đây là những cái loại mặt nạ mà mình đã mua trong cái trung tâm mỹ phẩm đó. Thì ở đây là mình mua theo một set là nó có 6 loại và mỗi loại là 10 cái mặt nạ, và nó nằm trong một cái set, một cái bao lớn. Thì ở đây mình có một cái số loại như thế này. Đầu tiên là green tea, thì cái đây là loại mặt nạ về trà xanh, thì nó giúp cho da các bạn rất là mát mịn, cấp ẩm cho da luôn. Loại thứ hai bịch màu vàng này là loại royal jelly, tức là nó có dạng giống như mình mật ong á các bạn, và nó hơi sệt sệt, rất là đã mặt luôn á các bạn. Loại thứ ba mình có đó là aqua, thì nhìn cái bao bì màu xanh dương như thế này các bạn có thể đoán được đây là em này là cung cấp nước cho da nè, và rất là mát mẻ, cũng giống như là da bạn nào khô thì nên sử dụng loại này nhé. Loại tiếp theo là Vera, aloe vera có nghĩa là cái dạng về nha đam lô hội. Thì cái này thì các bạn quá quen thuộc rồi, làm cho mát cơ thể và đắp lên mặt thì lát mát da nữa. Tinh chất hoa hồng lúc nào cũng làm cho da mình căng bóng, giúp chống lão hóa da. Thì tinh chất hoa hồng là có màu hồng, dễ thương lắm. Và loại cuối cùng mình có đó là snail. Thực ra các bạn nhìn thấy hơi sợ sợ vì có cái con ốc sên, nhưng mà theo như mình nhận thấy thì dạo gần đây thì có nhiều cái phương pháp làm đẹp cho da mà chiết xuất từ cái chất nhờn của ốc sên, thì nó sẽ giúp cho da mình chống lão hóa rất là tốt luôn đó. Đó là về mặt nạ, còn bây giờ mình sẽ qua một sản phẩm khác là tẩy tế bào chết cho da, Healing Gel. Thì trong cái trung tâm mỹ phẩm nội địa đó, mình được chị nhân viên hướng dẫn cũng giống như là giới thiệu về cái dòng tẩy tế bào chết của hãng Gubonjo. Đây là hàng nội địa của Hàn Quốc. Cái hộp của mình sẽ như thế này ha các bạn ha. Và trong cái hộp này mình sẽ có một chai có dung tích là 125ml. Và trong cái chai này thì mỗi lần sử dụng mình sẽ bơm ra ở bàn tay một chút xíu. Mình sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái gel này ra một bàn tay một chút xíu như thế này. Và sau đó các bạn sẽ giống như là tưởng tượng đây là da mặt của mình ha. Các bạn sẽ xoa 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 như thế này. Và khi các bạn xoa như thế này thì các bạn nhìn thấy trên cái mu bàn tay của mình có xuất hiện những cái gì ạ? Đó là những cái vảy tế bào chết của da của mình. Nó giống như là da thịt, da mặt của các bạn. Thì toàn cơ thể của mình lúc nào cũng có tế bào chết hết. Thì mình phải tẩy một tuần từ 1 tới 2 lần. Đây, đấy các bạn thấy cái vảy trên cái da bàn tay của mình.
thì các bạn thấy là mình làm vừa là một cái thí nghiệm cho các bạn với cái mu bàn tay, thì các bạn tưởng tượng là một tuần các bạn nên sử dụng cái sản phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt, thì nó sẽ giúp cho làn da của các bạn được căng bóng, trắng sáng mịn hơn, để cho những cái lớp sau đó là các bạn sử dụng toner nè, kem dưỡng ẩm nè, thì nó sẽ thấm hút. Và cũng giống như là khi các bạn trang điểm thì mặt của mình sẽ ăn phấn và nó sẽ mịn màng hơn nha. Thì một chai như thế này có giá là 41.000 won, thì giá này đổ ra tiền Việt là khoảng 820.000, trên dưới 820.000 một chai. Thì thật ra là theo như mình search ở trên mạng thử thì mua ở đó nó sẽ lợi hơn mua ở đây. Thì một số sản phẩm như mình đã nói thì đổi theo tỷ giá thì nó sẽ cao hơn, nhưng mà một số sản phẩm thì nó sẽ rẻ hơn. Và cái hãng Gubonjo này là hãng của nội địa Hàn Quốc nha các bạn. Sản phẩm tiếp theo mà mình sắm được là về trang điểm, thì đầu tiên là mình đã sắm được cái em cushion và cũng cùng hãng với lại Gubonjo luôn. Đây là em cushion của Gubonjo có chỉ số chống nắng là SPF 50+ và PA đến 3+ lận nha các bạn nha. Và cái hộp của mình to như thế này đây. Cái hộp này trông rất là to, và các bạn tưởng tượng xem nếu như mà chỉ có một cái case cushion và một cái lõi thôi thì làm sao người ta đã làm cái hộp to như vậy. Và nó có giá không hề rẻ nha, với một hộp như vậy là 47.000 won. 47.000 won thì khoảng chừng là 900+ lận đó. Thì nói chung là mình phát hiện ra là trong đây có một cái cushion nè và thêm một cái lõi thay thế nữa, tức là tổng cộng các bạn sẽ có hai lõi cushion sử dụng hai lần. Thì cái hộp của mình sẽ như thế này. Cái hộp của mình như thế này, cái case rất là đẹp nha các bạn. Và khi mình mở ra thì nó sẽ có một cái bông mút màu tím cùng tông màu chủ đạo với lại cái case luôn. Và cái bông mút này thì mình đã xài được 2 lần rồi. Như các bạn thấy thì cái lớp nền trên da mặt của mình ngày hôm nay là mình sử dụng cái em cushion này. Và cái điều kỳ diệu ở đây là các bạn thường thấy là cái cushion Hàn Quốc á, nó sẽ rất là trắng. Mà thật sự nó không có tự nhiên, tại vì nó trắng hơn rất là nhiều so với cái da thật của mình. Nhưng mà cái loại này thì mình không biết làm sao mà, hoặc là nó phù hợp với da mình quá đi, mà khi mà mình đánh lên da thì các bạn sẽ không có phải miết miết ra, mà các bạn sẽ tap tap và giảm đều. Thì khi mà các bạn tap tap giảm đều thì nó sẽ ngấm vào trong da và mình cảm tưởng giống như là da thật của mình. Và nó rất là nhẹ các bạn, cảm giác giống như là các bạn không hề đánh cushion luôn. Thì cái lõi của nó sẽ như thế này nha. Cái lõi của nó sẽ như thế này, và mình sẽ mình chỉ cần dặm như thế này, mình sẽ test thử trên cái mu bàn tay của mình để các bạn thấy là cái độ mà bám của nó như thế nào. Đây, và một lần các bạn thấy lấy được rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ làm thử trên cái tay của mình cho các bạn xem nha. Rồi, các bạn thấy cái bàn tay của mình như thế này. Và bây giờ mình sẽ để lên cái mu bàn tay của mình như thế này. Đây, các bạn thấy là nó lên màu, lên và nó làm cho da của mình nó tuyệt luôn. Và các bạn chỉ cần chắp chắp như thế này thôi, và nó mịn, nó rất là mịn và không hề có cảm giác là bị khi khì hoặc là da của mình bị lệch tông hay là sao cả. Nó ăn vào da của mình và cảm thấy da của mình rất là mềm mịn luôn các bạn. Ok, và các bạn thấy hai bàn tay của mình khác nhau thật sự hoàn toàn đúng không? Sản phẩm tiếp theo đó là phấn phủ bột Innisfree. Thì các bạn thấy cái hộp này thì chắc chắn một số bạn sẽ òa lên rất là quen thuộc. Và tại vì tại sao mình phải qua Hàn Quốc mà mua, mà ở đây thật sự là có cửa hàng Innisfree chính hãng, cũng giống như là giá của nó cũng khá là bình dân. Thì theo như mình thấy thì ở đây người ta sẽ bán là 150.000 cho một hộp này, không tính những kỳ khuyến mãi hoặc là những kỳ giảm giá gì cả. Thì cái hộp này mình mua ở bên Hàn Quốc là 120.000, tính ra tiền Việt là khoảng 6.000 won. Thì mình thấy nó rất là rẻ và rất là hợp túi tiền, cho nên mình đã sắm em này luôn. Thì em này là No Sebum Mineral Powder. Cái dạng phấn bột này á, nó sẽ không làm thay đổi cái lớp nền của mình, cũng giống như là các bạn sử dụng cái em cushion xong, các bạn sử dụng kem khuyết điểm xong, và các bạn sử dụng cái lớp phấn phủ bột này, đặc biệt là dành cho những bạn nào mà da dầu á, thì thật sự nó kìm dầu cực kỳ tốt. Da của mình không phải là da dầu, nhưng mà mình cảm thấy là khi mà mình ra ngoài á, bụi bẩn nó không có bám trên da mình nhiều, cũng giống như là nó không có gây đổ mồ hôi và làm cho cái lớp cushion hoặc là cái lớp kem của mình nó bị chảy xuống. Thì em này cực kỳ tốt luôn. Và khi mà mình mở ra các bạn, khi mà mình mở ra thì ở trong này có một cái bông muối như thế này. Và cái này là mình sử dụng rồi ha. Và các bạn thấy cái bột phấn thì mới đầu là các bạn nhìn thấy giống như là màu trắng, giống như là bột mì, nhưng mà thật ra khi mà các bạn đánh lên cái lớp da nền của mình á, các bạn sẽ không thấy nó làm thay đổi cái màu nền của mình nha. Mình sẽ thử lên cái mu bàn tay này. Hồi nãy là mình đánh kem nền ở trên cái mu bàn tay này,
thì các bạn R nó còn hơi trích trích đúng không? Bây giờ thì mình sẽ phủ cái lớp phốt phủ bột này lên. Và các bạn thấy điều gì xảy ra? Không hề làm thay đổi cái lớp kem nền của mình. Và sau khi mà các bạn R thì nó rất là mềm mịn. Thật sự là mình cảm thấy cái em kem nền của Gubancho và em phấn phủ bột của Innisfree này là một cặp trời sinh với nhau. Tại vì thật sự nó rất là hợp. Và như các bạn thấy hiện giờ mình đang make up trên mặt của mình đây là cushion của Gubancho và em Innisfree phấn phủ bột Transparent No Sebum Mineral Powder. Thì theo như mình thấy thì cái loại này nó sẽ có 3 loại là màu xanh lá nè, màu tím và màu hồng. Nhưng mà mình thấy cái màu xanh lá này nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình được bít, kiểu như là nó xe lại và nó sẽ không có làm lộ cái lớp nền mà giống như những cái khuyết điểm trên da mặt của các bạn, và nó sẽ che phủ rất rất là tốt. Thì cái này hàng châu Á, Hàn Quốc thì được so sánh giống như là L'Oreal Mercier của bên Mỹ, thì cái này nó cũng giá tiền nó rẻ gấp mấy lần luôn mà chất lượng lại rất là ok xịn sò. Thì mình nghĩ là những bạn nào ở đây thì có thể ra cửa hàng Innisfree để sắm em này, để thay cho ví dụ như các bạn cảm thấy L'Oreal Mercier thì quá là đắt tiền đi, thì có thể sử dụng em này rất là ok luôn. Với những tín đồ yêu son như mình thì cái sản phẩm cuối cùng mà mình mua thì không khác gì đó là một cây son ở bên Hàn Quốc. Và như các bạn biết là Hàn Quốc thì có rất là nhiều loại son và rất là nhiều hãng son, ví dụ như là Etude House, Tony Moly hay là The Face Shop, Innisfree, Nature Republic, rất là nhiều. Và cái hãng son màu hiện giờ là mình chưa có ở nhà mình á, thì là của Roman. Thì thật ra là mình không phải mua là Roman Zero Velvet 15 hay gì cả, mà mình mua Roman, cái dòng của Roman là Lip Driver. Lip Driver của Roman thì cái này mình mua trong cái The Sheila Center, là cái trung tâm mỹ phẩm mà miễn thuế duty free. Thì cái hộp giấy của mình sẽ như thế này và toàn là tiếng Hàn ha các bạn ha. Thì cái này là màu số 3. Màu số 3 là màu flat out. Cái kề của mình sẽ giống như thế này. Mới đầu mình test ở đó thì cái màu flat out này nó ra giống như là một màu đỏ lạnh, nhưng mà thật ra là khi mà mình được đưa cho một cái cây mới hoàn toàn á, thì khi mà mình test thì lúc mà về nhà mình đánh á, thì nó sẽ ra cái màu này các bạn. Đây các bạn ơi, cái màu son của mình á, thì khi mà mình đánh đậm thiệt đậm á, thì nó sẽ ra một cái màu giống như là đỏ hồng đấy không? Đây là cái màu mà mình đánh trên môi mình, thật ra là mình không có đánh full môi. Cái dạng này là mình đánh kiểu lòng môi và cái viền nó không rõ ràng, để các bạn thấy cái màu hồng neon nó nhiều. Còn nếu như các bạn đánh full môi mà giống như là đậm, thiệt là đậm như thế này, thì nó sẽ ra một cái màu đỏ hồng mà dạng như là tông hơi lạnh lạnh một chút xíu. Nhưng mà thật ra khi mà mình test ở Sheila thì mình thấy cái màu nó đẹp hơn nhiều. Có thể là do cái ánh đèn vàng của trung tâm thương mại, thì các bạn thừa biết là cái ánh đèn vàng nó làm cho mọi thứ trở nên là lung linh đúng không? Nhưng mà khi mà về nhà mình test và mình đánh á, thì mình lại cảm thấy không hài lòng. Và trong các sản phẩm mà mình mua ở Hàn Quốc thì cái cây son này là cây son mình không hài lòng nhất. Tại vì mình mua với giá là 10 đô, 10 đô la Mỹ nha các bạn nha, tính ra là khoảng hơn 230.000 tiền Việt. Nhưng mà hơn 230.000 tiền Việt á, thì ở đây á, và cũng cái cây này luôn, thì lại có giá khoảng trên dưới 170.000 mà thôi. Có nghĩa là mình đã bị hú rồi đúng không cả nhà. Và thật sự nếu như cái màu nó đẹp thì mình còn cảm thấy ok, thì cái cây này và cái màu này thì mình lại không ưng. Thực sự mình không ưng. Mình cố tình đánh cái em này hôm nay là để cho các bạn thấy được là cái makeup look này mình đã thực sự mình cố cứu vãn nhờ đánh mắt cái cúp theo kiểu Tây. Còn nếu như các bạn trang điểm nhẹ nhàng hoặc là các bạn muốn trang điểm Hàn Quốc mà đánh em này thì thực sự không phù hợp một chút nào hết. Và những bạn nào mà có răng men răng nhà nhiều, cũng giống như là da khá ngâm, thì em này thực sự là không phù hợp với những bạn nào có men răng nhà nhiều và là da ngâm nha. Các bạn ơi, như vậy là trong cái chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi, mình sắm cho mình một số cái sản phẩm như mình đã review. Thì trong những sản phẩm mình sắm thì mình rất là ưng cái mặt nạ nè. Những cái loại mặt nạ này rất rất là tốt luôn. Kem em cushion này cũng cực kỳ tốt luôn. Em tẩy tế bào chết thì này thật sự đúng là dành cho mình. Em phấn phủ bột thì khỏi nói luôn rồi ha. Còn cái em son lip driver của Roman này thì thật sự là không ưng một chút nào cả luôn. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng là sau khi xem video này thì các bạn cũng sẽ rút ra cho mình những sản phẩm các bạn nên mua và những sản phẩm các bạn nên suy nghĩ là thật sự mình có cần hay không, hay là ở Việt Nam mình cũng có, thì các bạn cũng đừng nên phí tiền một chút xíu. Tại vì ở Hàn Quốc thì có rất là nhiều thứ mà ở Việt Nam mình không có, các bạn nên sử dụng tiền hợp lý để mình có thể thưởng thức được hết những cái điều đặc sắc ở Hàn Quốc nha.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip đến ngày hôm nay của mình. Và ngày clip này cũng là nhân dịp mà mình ăn mừng được 110 subscriber. Thì thực sự là cái con số này nó thực sự rất là nhỏ, nhưng mà đối với mình thì qua được con số 100 mình cảm thấy rất là cảm kích. Và rất là cảm ơn những bạn nào mà đã theo dõi kênh Emelina Beauty Official, cũng giống như là theo dõi và ủng hộ mình trong suốt quãng đường cái hành trình mà mình làm những cái video cho các bạn. Thì hy vọng là tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn, cũng giống như là bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe kênh channel của mình để nhận được những thông báo về những video mới tiếp theo. Và đừng quên nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông để nhận được thông báo về những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.